Cây phượng này cao quá. Cây bên là cái mái nhà bằng kính nha quý vị và các bạn. Cây này thì nó có hai nhánh lớn và nó nằm sát với cây me luôn, rất là cao. Cây này mình nghĩ cao chắc cũng khoảng 18 đến 20 mét đó. Dưới đây là một cái phần gốc rất là lớn luôn. Chú Tùng đã leo lên một cái nhánh lớn để sử dụng nhánh đó để treo mấy nhánh phía dưới này nè. Cây này thì có khá là nhiều kiến. Nguyên cái nhánh lớn luôn. Ở phía dưới cái cây phượng này có rất là nhiều cây nguyệt quế kiển nha cả nhà, có cây khế khế kiển nè.
Quá cao. Quá trời nhánh bự rồi. Thank you.
cây rồi. Ở trên cao thì mình thấy cái nhánh nó nhỏ vậy thôi, chứ khi mà hạ xuống là sẽ thấy cái nhánh này rất là lớn luôn nha quý vị và bạn, rất là nặng luôn, cho nên nó mới giặt được cái nhánh lớn như vậy.
gần quá. Thank you.
Trời, cho tới này. Yeah.